Thưa quý vị, cạn tiền ngân sách không chỉ khiến chính phủ Mỹ phải tạm ngừng một phần hoạt động, mà còn buộc Tổng thống Barack Obama phải hoãn chuyến thăm tới Malaysia và Philippines trong chuyến công du châu Á vào tuần tới. Thông tin này đã được Nhà Trắng chính thức xác nhận. Trong tuyên bố đưa ra vào ngày hôm qua, mùng 2 tháng 10, Nhà Trắng cho biết Ngoại trưởng Mỹ ông John Kerry sẽ thay Tổng thống Obama thăm hai quốc gia Đông Nam Á này. Tuy nhiên, tuyên bố không nói rõ Tổng thống Obama có tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Bali, Indonesia và cấp cao Đông Á EAS tại Brunei hay không. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia ông Kaylin Hayden cho biết, về mặt kinh phí, Tổng thống Obama sẽ khó thực hiện được chuyến thăm ngân sách đã cạn, nhất là khi Malaysia và Philippines lại là hai chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du. Tuy nhiên, ông Obama vẫn hy vọng có thể sẽ đến thăm hai nước này vào thời điểm phù hợp trong nhiệm kỳ 2 của mình.